Chào mừng các bạn trở lại với lại khóa học lập trình với Kotlin. Hôm nay thì chúng ta sẽ bước qua bài 3. Đó là bài về cách khai báo biến và các cái kiểu dữ liệu trong Kotlin. Thì trong bài học hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn, phân tích cho các bạn về cái cách khai báo biến và cũng giống như các kiểu dữ liệu mà Kotlin nó hỗ trợ. Thì mỗi một ngữ lập trình đều cung cấp một số cái kiểu dữ liệu mà đã được định sẵn để chúng ta có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu. Thì Kotlin nó cũng cung cấp một loạt các kiểu dữ liệu như là số thực, số nguyên, ký tự, chuỗi, kiểu logic hay là kiểu mảng, vân vân và vân vân. Nhưng mà mọi dữ liệu, kiểu dữ liệu trong Kotlin thì nó đều là hướng đối tượng. Cho nên chúng ta phải nắm chắc các cái ý nghĩa của từng kiểu dữ liệu. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn cách khai báo biến có kiểu dữ liệu phù hợp, giúp tối ưu bộ nhớ, giúp chương trình của chúng ta chạy một cách gọn nhẹ hơn. Thì đây là mô hình kiểu dữ liệu Kotlin. Chúng ta có thể thấy là chúng ta có 4 cái kiểu dữ liệu lớn, 5 cái kiểu dữ liệu lớn chính, đó là kiểu số, kiểu ký tự, kiểu chuỗi, kiểu logic và kiểu mảng. Thì kiểu số lại chia làm hai nhóm, đó là số thực và số nguyên. Thì số thực gồm có kiểu double và kiểu float. Số thực dấu phẩy động, số thực. Kiểu số nguyên thì chia làm nhiều kiểu, là kiểu long, kiểu integer, kiểu short và kiểu byte. Kiểu ký tự thì nó là một kiểu riêng đó. Kiểu chuỗi thì còn tập hợp nhiều ký tự. Kiểu logic thì chính là kiểu boolean, có hai giá trị là true or false. Kiểu mảng thì chúng ta có các cái kiểu mảng như là mảng các cái số thực kiểu double, mã số thực kiểu float, mã số nguyên kiểu long, mã số nguyên kiểu integer, mã số nguyên kiểu short, mã số nguyên kiểu byte, mảng các cái biểu thức luận lý boolean và mảng ký tự. Thì đó là những cái kiểu dữ liệu mà Kotlin nó hỗ trợ. Thì cái cách phân biệt giữa cái số thực, chẳng hạn như số thực kiểu double và số thực kiểu float, thì chúng ta sẽ thêm chữ f đằng sau cái giá trị của cái số, chẳng hạn như là 0.1f thì kiểu của nó sẽ là float, còn 0.1 thì kiểu của nó sẽ là double. Tương tự thì để phân biệt giữa long, in, short và byte thì thông thường là chúng ta thêm chữ l đằng sau cái số, chẳng hạn như 100l thì đó là số 100 trong kiểu dữ liệu là long. Thì chúng ta có thể khai báo kiểu dữ liệu trong Kotlin bằng tôi xin mở cái trình soạn thảo lên để demo cho nó rõ. Đây. Thì trong Kotlin chúng ta có thể khai báo cái dữ liệu bằng hai từ khóa, đó là VAR, tên của biến. Biến tôi đặt biến này biến A bằng giá trị của nó là 100L. Đây là kiểu long. Từ khóa thứ hai là khóa val. Val b bằng 0.1f. Sorry. B 0.1f hay là kiểu float. Ok. Thì cái sự khác nhau giữa hai cái cách khai báo biến như thế này á, thì từ khóa var, val, VAR này được sử dụng khi mà biến chúng ta cái giá trị biến có thể được thay đổi. Còn từ khóa val, val p thì được sử dụng khi mà giá trị biến của chúng ta không thay đổi. Chẳng hạn như cái từ khóa val này tương tự với lại thuộc tính read only trong C#. Đó, ok. Thì chúng ta sẽ thử cách gọi hai biến này trong hàm. Ring variable age, I bring variable b. Rồi ta sẽ chạy thử. Ok, thì chúng ta có thể thấy cái chữ l chúng ta viết đằng sau và chữ f chúng ta viết đằng sau này không được nhận diện ở đây. Thì cách viết này là ngầm cho trình biến dịch biết rằng cái biến A của chúng ta là thuộc kiểu long,
biến bi của chúng ta là thuộc kiểu float. Những cái cách khai báo này á thì là cách khai báo kiểu không tường minh, có nghĩa là chúng ta để cho trình biên dịch tự ép cái kiểu, tự định định nghĩa cái kiểu dữ liệu của cái biến. Còn cái cách mà khai báo tường minh là như thế nào? Tôi ví dụ VAR A 2. Integer bằng 10. Ok, chạy thử. Ok, lúc này thì cái cách khai báo này thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết được cái kiểu dữ liệu của biến i lúc này là kiểu integer, kiểu số nguyên. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ khai báo kiểu mãng, ký tự như là character char bằng c. Ok, chạy thử. Ok, và ta khai báo kiểu chuỗi string demo string bằng ok. Đó, các bạn có thể thấy cái cách khai báo này, cách khai báo tường minh, chúng ta có thể định nghĩa cái kiểu của cái biến. Khác với cách khai báo lúc nãy, cách khai báo không tường minh, chúng ta để cho trình biên dịch tự động suy ra cái giá trị của cái biến đó. Thì hai cách khai báo, theo tôi thì những người mới lập trình thì chúng ta nên sử dụng cách khai báo tường minh, nghĩa là chỉ định rõ kiểu dữ liệu của biến. Thì điều này giúp cho những người khác đọc code của bạn có thể hiểu được cái mã nguồn bạn viết là nó có chức năng gì, thực hiện như thế nào. Sau này thì bạn có thể giỏi hơn, pro hơn thì có thể sử dụng cái cách khai báo kia. Nói chung là tùy. Ngoài ra có một biến kiểu string thì có một cách khai báo trên nhiều dòng. Chẳng hạn là có một string quá dài nhưng mà chúng ta muốn biểu diễn nó trên nhiều dòng cho cái việc nhìn của chúng ta nó dễ nhìn hơn, thì chúng ta có thể viết theo cách sau. Đó là sử dụng ba dấu nháy đôi. Sau đó chúng ta viết a first line, this a second line, this a third line. Ok, chúng ta xem cái hàm này nó sẽ in ra những cái gì nhé. Ok, nó in nguyên cái chuỗi mà chúng ta in ra, tại vì ở đây chúng ta có ký tự new line khi mà nhấn enter. Lúc này thì nó sẽ in ra nguyên si cái chuỗi mà chúng ta biểu diễn ở đây. Ok. Rồi, tôi vừa demo cho các bạn cách khai báo và sử dụng các biến kiểu số, kiểu ký tự. Sau đây chúng ta khai báo và sử dụng các biến kiểu mãng. Thì cách khai báo các cái biến kiểu dữ liệu là mãng thì nó sẽ có một chút khác so với lại các biến kiểu dữ liệu đơn thuần. Chẳng hạn như ở đây tôi sẽ khai báo một cái mãng gồm các cái phần tử số nguyên, thì tôi sẽ sử dụng từ khóa VAR array number kiểu dữ liệu mãng. Như này tôi đã giới thiệu thì mãng chúng ta có các kiểu dữ liệu như là double array, integer array, float array, vân vân. Thì ở đây chúng ta sử dụng mãng là kiểu dữ liệu số nguyên integer array. Ok, bằng, thì ở đây sử dụng integer array cho nên chúng ta sẽ khởi tạo một cái mãng integer array. Đây, integer array of, chuyển các tham số vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, đó là cách khai báo mãng số nguyên. Tương tự chúng ta có thể khai báo mãng các cái số thực như sau: float array, float array of 0.1, 0.2, 0.3, f, f, f,
bằng văn. Đặt cái này là array float. Tương tự chúng ta lại khai báo với kiểu long. Kiểu long này mình để chỗ integer này cho dễ nhận biết. Long long. Ok, ở đây chúng ta sử dụng double chúng ta bỏ ký tự ép đằng sau đây. Ok, như vậy chú thích nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ in các cái mã này ra để xem nó có những cái giá trị như thế nào. Chạy thử. À, nếu mà cách sử dụng in như hồi nãy chúng ta sẽ không thể nào mà nhìn thấy được nó có cái gì, nó sẽ in ra một cái biến rất là lằng nhằng, nhìn không hiểu một cái gì cả. Thì chúng ta thử thay đổi một chút là chúng ta chuyển vào cái vị trí phần tử của mã. Ở đây tôi chuyển vào vị trí thứ hai có cái index là 1. Vì mã chúng ta đi từ 0 cho đến n-1, n là kích thước của mã, cho nên ở đây số 1 đại diện cho vị trí thứ hai của mã. Chạy thử. Ok, chúng ta thấy được cái vị trí thứ hai của mã sinh ra 2. Vậy tức là chúng ta không thể in nguyên một cái mã bằng cú pháp như chúng ta đã dùng với các biến đơn. Thay vào đó chúng ta phải truyền vào vị trí phần tử của mã. Thì để muốn in hết cho mã thì chúng ta sẽ sử dụng vòng lặp. Thì cái cách sử dụng vòng lặp tôi sẽ trình bày trong cái bài sau. Ở đây chúng ta tạm thời là sẽ sử dụng cái cách thủ công, đó là truyền vào phần vị trí phần tử của mã. Tương tự thì chúng ta tiếp tục in các cái mạng khác ra để xem. Long lot double long lot double. Ok, tôi sẽ in ra vị trí đầu tiên của tất cả các mạng này. Đó là vị trí thứ 0. Ok, chúng ta có thể thấy mảng integer vị trí đầu tiên là số 1, đây là số 1. Mảng long vị trí đầu tiên là số 1000, đây là số 1000. Mảng float vị trí đầu tiên là số 0.1, đây là số 0.1. Và mảng kiểu double vị trí đầu tiên cũng là số 0.1, đây. Đến đây thì các bạn có thể hiểu được là trong Kotlin chúng ta đã có những cái kiểu dữ liệu nào và cái cách khai báo biến, cái sự khác nhau giữa hai từ khóa khai báo biến là như thế nào. Chúng ta sẽ đi đến cái phần tóm tắt. Thì trong cái bài học hôm nay, tắt cái file này, chúng ta đã học được cách thứ nhất là hiểu về các cái kiểu dữ liệu của Kotlin. Thứ hai là hiểu về các cái cách khai báo biến. Đúng là sự khác nhau của giữa cái từ khóa VAR và từ khóa VAL. Thứ tư là cái cách truy xuất vào cái phần tử của mạng. Ok, bài học tiếp theo thì chúng ta sẽ học về cái cách ép kiểu dữ liệu trong Kotlin. Thì hy vọng các bạn có những đóng góp ý kiến vào cái loạt tutorial về Kotlin này. Mọi ý kiến mong các bạn đóng góp vào các thông tin sau. Facebook http://facebook.com/edmcdev hoặc là email eddydn@gmail.com. Ok, xin cảm ơn các bạn.